Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang địa phương Đại Lộc phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Trong chuyên mục sẽ có các thông tin chính. Triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra. Hơn 300 thanh niên Đại Lộc lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự. Phóng sự ái nghĩa vững bước đi lên. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, huyện Đại Lộc tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra. Hiện nay huyện Đại Lộc chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh do virus corona. Tại hội nghị triển khai quyết định về việc thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona trên địa bàn huyện Đại Lộc, gọi tắt là ban chỉ đạo. Cùng với đó là phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức thực hiện đôn đốc các ban ngành địa phương và các cơ quan có liên quan thực hiện các chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Hàng ngày báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và các cấp có thẩm quyền về tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Thanh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan ban ngành đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn tích cực chủ động nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách, quán triệt tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ nghiêm túc văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tập trung các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra. Nắm chắc tình hình, chủ động trong từng tình huống, có phương án kế hoạch cụ thể để kiểm soát tốt nhất dịch bệnh theo phương châm 4 tại chỗ, không để dịch bệnh lây lan. Thông tin tuyên truyền kịp thời đầy đủ chính xác về tình hình dịch bệnh và cách phòng tránh không gây hoang mang lo lắng. Ngay sau hội nghị quán triệt triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Đại Lộc tổ chức, nhiều đơn vị cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn huyện đã có những hoạt động cụ thể nhằm nỗ lực phòng chống dịch corona. Tại trụ sở làm việc của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thị trấn Ái Nghĩa đã xuất hiện những pano áp phích, dụng cụ trực quan hướng dẫn người dân những phương pháp làm hạn chế sự lây lan của virus corona. Người dân khi đến làm thủ tục giấy tờ, liên hệ công việc đều được khuyến cáo nhắc nhở mang khẩu trang và thường xuyên rửa tay bằng xà phòng được trang bị trong khuôn viên của trụ sở làm việc. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đại Lộc đã tổ chức truyền thông nhanh cách phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn cách làm khẩu trang giấy để thay thế khẩu trang y tế khi cần thiết, khẩn cấp. Hội cũng đã phát hành 1.000 cuốn sổ tay cẩm nang phòng chống virus corona cho các hội viên cơ sở, hội phụ nữ chợ Ái Nghĩa để làm tài liệu tuyên truyền đến từng hộ gia đình. Trung tâm Y tế huyện Đại Lộc cho biết đã cấp phát 100 kg hóa chất cho các trạm y tế xã thị trấn, phục vụ khử trùng vệ sinh môi trường tại các trường học. Hiện đã có nhiều trường học tại 11 trên 18 xã thị trấn triển khai phun hóa chất, trong đó ưu tiên bậc học mầm non. Sáng nay ngày 10 tháng 2, hòa chung không khí các địa phương trong tỉnh Quảng Nam, huyện Đại Lộc đã tổ chức lễ giao nhận quân, tiễn đưa 305 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc. Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Chí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo huyện và các đơn vị nhận quân. Sớm hơn những lần giao quân trước, đúng 5 giờ 45 phút, lễ giao nhận quân bắt đầu. 305 chiến sĩ mới với ba lô quân phục gọn gàng, hàng ngũ khá chỉnh tề, hớn hở vì đã chính thức trở thành bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới. Trước diễn biến của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona, lễ giao nhận quân năm nay được chỉ đạo tổ chức nhanh gọn, rút gọn một số khâu nhưng vẫn bảo đảm đúng đủ thành phần. Trong đợt tuyển quân năm nay, toàn huyện tiến hành bàn giao 305 tân binh, trong đó có 5 đơn vị quân đội nhận quân là Trường Quân sự, Quân đoàn 3 với 103 thanh niên, Sư đoàn Không quân 375, Quân chủng Phòng không Không quân 100 thanh niên, Bộ Tham mưu Quân khu 5 với 40 thanh niên, Trung đoàn 885, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với 12 thanh niên và Công an tỉnh Quảng Nam với 20 thanh niên. Nhờ có sự chỉ đạo sâu sát chặt chẽ của cấp trên, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, 18 trên 18 xã thị trấn đều giao đủ quân, chất lượng được đảm bảo. Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, huyện Đại Lộc có 406 hộ thoát nghèo bền vững, vượt chỉ tiêu Hội đồng Nhân dân tỉnh giao cũng như kế hoạch phấn đấu của huyện. Đi cùng với triển khai các chính sách giảm nghèo, thoát nghèo bền vững của Trung ương, tỉnh, thì huyện Đại Lộc cũng đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, khơi dậy ý thức tự vươn lên thoát nghèo trong nhân dân. Từ đó, tỷ lệ hộ nghèo ở Đại Lộc tiếp tục giảm mạnh, số hộ thoát nghèo bền vững ngày càng nhiều
góp phần đáng kể trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Phóng sự ghi nhận tại khu Phước Mỹ, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc. 3 năm trước, mẹ con bà Nguyễn Thị An thuộc diện hộ nghèo khó khăn nhất khu vực thị trấn Ái Nghĩa, được nhà nước hỗ trợ cho vay 50 triệu đồng. Mẹ con bà An mở hiệu buôn bán hàng tạp hóa nhỏ. Đi cùng với buôn bán kinh doanh, tiết kiệm chi tiêu sinh hoạt trong gia đình, cuối năm 2019, bà An mạnh dạn xin ra khỏi hộ nghèo. Khu Phước Mỹ, thị trấn Ái Nghĩa có hơn 600 hộ dân thì gần như 100% hộ đã thoát nghèo, vươn lên có cuộc sống khá giả hơn. 3 năm nay thì tôi thấy là hoàn cảnh gia đình thì cũng có khó hơn đó. Con kế đồ cũng có mấy đứa cháu ăn học rồi cũng có nhà nước trợ giúp rồi cũng đỡ. Nói chung là cũng nhờ chính quyền ở đây cũng quan tâm giúp đỡ này nọ, cho nên gia đình tôi cũng được như ngày hôm nay. Không chỉ mẹ con bà An mà những năm gần đây tại huyện Đại Lộc đã có hàng ngàn hộ vươn lên thoát nghèo bền vững. Đơn cử như năm 2019, chỉ tiêu đưa ra chỉ có 400 hộ thoát nghèo, song đến cuối năm đã có 406 hộ không còn nằm trong diện hộ nghèo. Để có được kết quả đó, công tác chỉ đạo từ huyện đến xã, các ngành đoàn thể trong công tác giảm nghèo luôn được quan tâm thường xuyên. Việc phân công cán bộ, đảng viên đứng điểm, hướng dẫn, giúp đỡ bà con nuôi con gì, trồng cây gì, tìm thị trường đầu ra cho sản phẩm nông sản nhằm giúp bà con mạnh dạn tự tin trong phát triển sản xuất chăn nuôi, được coi là cách làm hay trong công tác giảm nghèo ở Đại Lộc hiện nay. Đặc biệt là cái vai trò đảng viên, phát huy hết vai trò đảng viên, đảng viên là đến tận nơi, tận nhà để mà động viên người ta thoát nghèo bền vững. Thì trong thời gian qua thì chi bộ đã làm tốt công tác này. Thì hiện nay khu của chúng tôi chỉ còn là một hộ nghèo, ngoài đây là cái hộ nghèo này nằm trong cái hộ bảo trợ xã hội, thành ra là có lẽ trong tiến tới năm cuối năm 2020 sẽ phấn đấu là không còn có hộ nghèo trong năm 2020. Năm 2020, huyện Đại Lộc đề ra mục tiêu sẽ có từ 210 đến 300 hộ thoát nghèo bền vững. Đây là con số mới nhìn vào có thể không lớn, song lại rất khó để hoàn thành, bởi càng về sau thì số hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội càng khó khăn nhiều hơn. Nên nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo đòi hỏi càng lớn hơn. Song với kinh nghiệm, cách chỉ đạo điều hành quyết liệt trong công tác giảm nghèo ở Đại Lộc những năm qua, đi cùng với đó là ý thức giảm nghèo của người dân ngày một nâng cao. Tin rằng công cuộc giảm nghèo ở Đại Lộc sẽ tiếp tục đạt được những thành quả quan trọng, góp phần trong phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới. Bây giờ là một số tin vắn. Thưa quý vị và các bạn, nhân ngày thành lập Đảng ngày 3 tháng 2, huyện ủy Đại Lộc đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ huyện. Phát biểu ôn lại truyền thống, lãnh đạo huyện Đại Lộc nhấn mạnh niềm tự hào về truyền thống 90 năm hình thành, rèn luyện và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, Đảng luôn là đội tiên phong, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc, góp phần thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước. Chúc mừng 43 đảng viên được nhận huy hiệu từ 30 năm đến 75 năm tuổi Đảng, đúng dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Dịp này, Đảng bộ huyện Đại Lộc phát động cuộc thi viết Đảng Bác Hồ với quê hương đất nước. Nội dung cuộc thi về quá trình hình thành, phát triển và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam 90 năm qua. Ban tổ chức tổng kết và trao giải vào dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 2020. Dịp này, nhiều địa phương tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc được dàn dựng công phu với nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi mùa xuân, con người và quê hương trên con đường đổi mới. Chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tạo sự vui tươi cho những ngày đầu xuân mới, cổ vũ động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn xã hăng hái thi đua, lập thành tích, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, 5 năm qua, Đảng bộ thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc đã không ngừng lớn mạnh, lãnh đạo toàn diện công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh về mọi mặt.
Thành quả quan trọng nhất trong 5 năm qua chính là đã thực hiện thắng lợi công tác giảm nghèo, cũng như xây dựng mô hình kinh tế tập thể, từng bước xây dựng thị trấn xứng đáng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của huyện Đại Lộc. Vào từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người. Đó là phương châm mà ông Nguyễn Hữu Tỏ đã làm. Hơn 30 năm đảm nhiệm công việc của trưởng khu, ông Tỏ chứng kiến nhiều sự đổi thay của thị trấn Ái Nghĩa. Theo ông Tỏ, cán bộ đảng viên có gần dân, sát dân mới hiểu được tâm tư nguyện vọng của dân và từ đó mới có những định hướng đúng đắn để giúp dân thoát nghèo. Từ hơn 15 đến bây giờ, tức là 5 năm, thì cuộc sống của bà con nhân dân nói chung có những bước tiến bộ kể cả vật chất, tinh thần. Vì mùa mạc mong muốn nhất của chúng tôi ở đây làm thế nào đó là coi như để có là cuộc sống của nhân dân coi như là còn ngày còn tiến bộ, còn nó ấm, còn có thu nhập và đạt cái hiệu quả kinh tế cô để nhân dân phấn khởi tin tưởng vào đảng, vào sự lãnh đạo của đảng và của nhà nước. Niềm mong muốn của ông Tỏ cũng là sự kỳ vọng của hơn 550 đảng viên ở 18 chi bộ trực thuộc và hàng ngàn hộ dân ở thị trấn Ái Nghĩa. Với một địa phương được xem là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của huyện Đại Lộc. 5 năm qua, đảng bộ thị trấn Ái Nghĩa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt và thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị đề ra. Trong đó bằng nhiều cách làm riêng của mình như ký cam kết với từng ngành đoàn thể, từng chi bộ ngay từ đầu nhiệm kỳ, phân công cán bộ đảng viên bám sát dân, thường xuyên gương mẫu đi đầu trong các phong trào, cuộc vận động. Với cách làm đó, 5 năm qua, các chỉ tiêu đề ra từ đầu nhiệm kỳ của đảng bộ thị trấn Ái Nghĩa đều đạt và vượt. Trong cái vấn đề quá trình phân công trong ban thường vụ, trong ban chấp hành là tôi có một cái phân công rất là chặt chẽ. Rồi bây giờ các đồng chí năm chỉ nhiệm vụ bây giờ là phụ trách từng mảng, từng cái khu vực. Rồi tất cả các đồng chí trong ban chấp hành đều phải phụ trách từng địa bàn, từng chi bộ, từng địa bàn, từng cơ quan đơn vị. Đấy. Trong quá trình nó gắn chặt cái trách nhiệm đó với cái từng cái địa bàn mình của mình, gắn và chịu trách nhiệm đối với từng cái địa bàn của mình phụ trách. Thì đối với đảng bộ thì báo cáo là trong nhiệm kỳ qua thì nhiều năm được công nhận là đảng bộ trong sạch vững mạnh. Và đặc biệt trong năm 2019 này thì đảng bộ thị trấn Ái Nghĩa là được công nhận là đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 3 cái đảng bộ của huyện. Những ngày này, trung tâm thị trấn Ái Nghĩa cử hoa khắp các nẻo đường, đảng bộ, quân và dân nơi đây đang nổ nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Với những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, sẽ là tiền đề, là động lực để đảng bộ, chính quyền, quân và dân thị trấn Ái Nghĩa có quyền tự tin, kỳ vọng vào một nhiệm kỳ thành công trong chặng đường 5 năm đến. Trong đó, ngoài công tác xây dựng đảng, giảm nghèo bền vững, giữ vững an ninh trật tự, thì niềm tin xây dựng thị trấn Ái Nghĩa đạt các tiêu chuẩn đô thị loại 4 sẽ sớm thành hiện thực với đảng bộ, chính quyền, quân và dân nơi đây. Trang địa phương Đại Lộc phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.